Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Ngươi muốn lấy nhục thân quay lại biển chân lý hay sao? Không sai. Lần trước thông qua ngọn lửa lung của lữ đồng này mới có thể đi vào biển chân lý. Hy vọng còn có thể thành công. Phong. Là biển dung nham nhìn thấy lần trước. Xem ra nhục thân sau khi đi vào trạng thái này thì có thể bước vào biển chân lý tự nhiên. Lần trước mình đã vượt qua đoạn đầu tiên, muốn đuổi kịp những tên kia thì phải xuống dòng xuôi, xuống dưới. Đại ca, nếu tính thêm 6 viên hồn đan vừa lấy được, bây giờ chúng ta đã tích góp được không ít rồi đúng hay không? Tào Vũ, không sai, lát nữa chia đều ra, đủ cho chúng ta xung kích ở giai đoạn đầu tiên. Đại ca, hình như là con nhóc kia vẫn đi theo sau. Không phải cô ta muốn báo thù đấy chứ? Muốn báo thù thì sớm đã báo thù rồi. Thực ra cô gái kia rất lợi hại. Tuy không biết cô ta mang theo pháp bảo linh hồn gì, nhưng muốn bắt chúng ta cũng không phải là việc khó. Có lẽ trong mắt của người như cô ta, cho chúng ta vài viên hồn đan cũng coi như là xua đuổi một tên ăn mày vậy. Chúng ta xuất thân thấp kém, lại không có chỗ dựa của các thế lực lớn, chỉ có thể dựa vào bản thân. Đại ca, tên còn lại kia thì sao? Hình như tên kia rời khỏi biển chân ý rồi. Mặc kệ tên ngu ngốc ấy đi, không biết chạy đến từ xó xỉnh nào, vậy mà cũng có thể đi vào biển chân ý. Lại dẫm phải vận chó gì chứ, còn có người giúp hắn lấy ra hồn đan. Khoảng cách tới đoạn thứ nhất đã không còn xa, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cách thủ đoạn thứ nhất 10 dặm, gió lạnh sẽ gia tăng. Đại ca, hình như đằng trước có cá chạy tới. Cá? Ngươi không nhìn nhầm chứ? Đúng là trong biển chân lý có vài thứ. Cũng có cá, nhưng đoạn thứ nhất là vùng hoang vu. Không đúng, là người. Ấy thật là đến bây giờ cũng chưa quay lại. Không lẽ là bỏ chạy rồi đấy chứ? Hay là hôm nay cứ đến đây thôi, về trước đã. Hờm, là cá. Không đúng, là người. Không lẽ là người ở trong truyền tin kia sao? Trước tiên lại gần xem thử. Thật sự không biết sao hắn có thể làm được. Nếu như có thể nghe ngóng được một chút, bà ngoại có lẽ là sẽ có thưởng. Ơi, chúng ta không cần phải nói nhiều lời, giao hết hồn đan của các ngươi ra đây. Giọng nói này, ngươi chính là cái tên vừa lấy, đã ngay cả hồn đan là gì cũng không biết. Giao hết hồn đan ra đây, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Bằng không ta đập nát thuyền của các ngươi. Na hắn, người này có hai phân thân trong biển chân lý, sao có thể... Vị đại ca này, vừa rồi nhà chúng ta sai, trả lại 6 viên hồn đan vừa rồi cho các người được không? Đừng bắt ta phải lặp lại nữa. Các người tổng cộng là 15 người, mỗi người lấy ra 3 viên hồn đan. Ta sẽ xem như là chuyện gì cũng chưa xảy ra. Ơi, nếu vị đại ca này không buông tha chúng ta chỉ có thể tạm thời rời khỏi biển chân lý. Các huynh đệ thi triển phá huyễn chú. Chí hư cực, thủ tịnh đốc, huyễn chúng sinh. Đến lúc mấu chốt vẫn phải để ta ra tay. Kiếm vận loạn tâm trụ. Kiếm vận loạn tâm mê chú. Phù vật vân vân. Phá huyễn chú sinh. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao vẫn còn ở trong biển chân lý này? Phá huyễn chú không có hiệu quả. Là nữ nhân kia đang dở trò. Còn muốn chạy sao? Ta đưa vị đại nhân này tiền bối. Người tha cho ta một mạng. Tất cả hồn đan, ta sẽ không giữ lại viên nào, toàn bộ đều đưa cho các người. Ây, như vậy còn được. Kiếm vận loạn tâm mê chú tản. Ta nói, người vừa rồi định làm vậy, để trả hồn đan cho ta hay sao? Chúng ta chia đôi, người cầm lấy trước. Người chờ ta một chút. Ây, lại đi rồi. Một nén hương sau. Phiền phức lâu như vậy cũng chỉ có 60 viên hồn đan. Người này thật là... Người quả nhiên là người chưa đi. Đi, vì mấy chục viên hồn đan, ta không có ý đó.
Tất cả đếm một chút, tổng cộng là 60 viên. Đã nói là mỗi người một nửa, 30 viên này là cho ngươi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi đâu đấy. La Trình. Họ La này vô cùng hiếm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi về phía trước. Ta có thể hỏi thăm một số việc hay không? Mời nói. Mấy năm nay trên thế giới mẹ có xảy ra chuyện lớn hay không? Không biết tộc Hiên Viên như thế nào? À, chính là Đế Hồng Thị. Thì ra ngươi muốn hỏi thăm về tộc Hữu Hùng. Đương nhiên mấy năm nay, Đế Hồng Thị vô cùng rực rỡ. Sao vậy? Vì sao ngươi lại hỏi thăm về bọn họ? Ta chỉ tò mò hỏi một chút, vì sao Đế Hồng Thị lại phát triển rực rỡ? Ngay cả điều này cũng không biết. Đế Hồng Thị liên kết với Liệt Sơn Thị đánh bại tộc Lê ở Trác Tộc, rồi lại giết chết kẻ thù của hắn là Sivu ở Bình Thất Châu. Sau khi thôn tính ba châu lớn của tộc Lê, bọn họ cũng phát triển lớn mạnh. Cái gì? Sivu đã bị Đế Hồng Thị chém chết? Chết hay chưa thì ta không biết. Nhân vật ở cảnh giới đó có rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà tộc Lê đã bị xóa tên khỏi thế giới mẹ. Thế lực lớn đã từng vinh quang hiển hách như là tộc Lê, 81 ma thần khi ấy, còn nhiều si vui vẻ như vậy đều không thể nào coi thường. Vậy mà cứ như thế tiêu tan, ngay cả bà ngoại cũng nhiều lần cảm thán. Nửa ký ức ghi chép ký ức ở trong thần vực, Đông Phương Thần Quân nửa ký ức ngoài thần vực đều trống rỗng. Vốn dĩ muốn tìm mẫu thân để hiểu tin tức ở trong biển chân lý, không ngờ ngại nghe lóng được một tin xấu như vậy. Hình như ngươi không được vui. Không có gì. Đến đoạn thứ nhất rồi, chúng ta tiến lên thôi.